Xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới các bác một thất tết của Hòn Kiều. Cái mẫu này thì nó khá là nhãn mặt bởi vì em đã từng cho lên trên kênh YouTube của em ít nhất là khoảng 2 chiếc rồi. Vâng, đây chính là Hòn Kiều V77. Vì nó đã quá nhãn mặt do vậy em xin phép là không nhắc lại về kích thước rồi thì cấu hình nọ kia nữa. Đây là một cái thớt zin chất bãi nguyên đai cam chưa sử dụng tại Việt Nam. Hàng nó về thì rất may mắn là cái nhan sắc mặt trước của nó nhìn khá là ổn, mặt mũi còn rất chỉ là kháu khỉnh. Ở cái đoạn test vừa rồi thì các bác đã được nghe nó hát cũng tương đối là tròn vành rõ chữ. Tất cả những cái thớt tết của Onkyo kiểu như thế này, hàng bãi khi mà nó về tới Việt Nam ấy thì hệ thống dây cua roa qua năm tháng thì kiểu gì kiểu nó cũng sẽ có trùng nhão. Và trên cái bộ cơ Onkyo V77 này thì em đã phải tháo ra làm vệ sinh sơ bộ. Đây là em cận cảnh đầu tư bánh tì để các bác có một cái nhìn nó rõ ràng hơn. Dòng Onkyo V77 thì là đầu tư xoay 180 độ, dòng auto reverse. Con này em thấy đầu tư bánh tì nó còn ngon đấy ạ. Hệ cơ còn tương đối ngon. Khi em tháo ra làm vệ sinh sơ bộ thì em thấy cái dây cua roa chính, tức là cái dây cua roa kết nối từ motor vào hai bánh đà, nó cũng có cái biểu hiện patine. Do vậy là em cũng cố gắng lụm một cái dây khác để thay vào đây. Nhưng cái dây mà em thay vào đây nó hơi căng, tức là nó nhỏ hơn một chút so với cái dây zin. Cái này thì em phải mô tả rõ ràng để bất cứ là bác khách nào khi mà mua cái thớt này nắm được tinh thần nha. Hiện tại thì nhiệt độ ở ngoài Bắc thì nó rơi vào tầm khoảng 18 đến 19 độ, dây cua roa nó hơi căng một chút. Nói chung là chạy một thời gian thì cái dây nó sẽ khắc tự nó giãn ra và nghe nó khắc hợp lý hơn. Như những cái dòng V77 này thì nó có chiết áp để chỉnh cái tốc độ của motor, là cái chiết áp này. Đó, bác nào mua cái thớt này về mà chạy một thời gian thấy tốc độ nó nhanh lên ý, thì mình có thể tự giảm đi nha. Đã là dân chơi đầu tết thì phải có kiến thức, có kinh nghiệm. Còn tay mơ quá thì tốt nhất là đừng chơi. Vì những cái dòng này nó là cơ khí và nó đòi hỏi người chơi phải có những cái kiến thức tối thiểu. Chứ mà rốt rốt quá thì không biết đường nào mà sờ đâu. Em cứ phải nói thẳng như vậy. Như vậy là chạy play tốt, em thấy là tốt. Nhưng các bác thừa biết rồi, em từ xưa đến nay bán tất cả những cái đầu tết cho dù là rẻ hay đắt không bao giờ em bao chạy
cái thứ duy nhất mà em bao đó là bao có điện vào. Do vậy là ông nào có kiến thức, có kinh nghiệm, sẵn sàng chấp nhận rủi ro thì chơi, ông nào cầu toàn quá, nhát quá mà dốt quá thì thôi. Đó, em cứ nói thẳng như vậy chứ cũng không có dụ khỉ chèo kéo gì cả. Và bây giờ em sẽ bỏ vào đây một cái băng để chúng ta sẽ tiến hành ghi thử một đoạn vào băng coi sao. Phát thì tương đối tốt rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một đoạn ghi ngắn từ cái nguồn nhạc YouTube nha. Để ghi thì nó dễ quá, do vậy là em xin phép là không có hướng dẫn thêm cái thứ gì ở trên video này. Em kiểm tra nguồn nhạc. Rồi. Bây giờ em sẽ ghi demo một đoạn ngắn để bác nào đấy khi mua cái thớt này biết được khả năng của nó ha. Đang ghi đấy ạ. Em đang dùng cái đài bé xíu này để làm nhiệm vụ kiểm âm. Do vậy là âm thanh trên video nó chỉ mang tính tham khảo thôi nha. Đang ghi. Rồi, em ấn nút dừng ghi rồi đấy ạ. Các bác thông cảm, em quay với khung giờ này, nhà em sát đường, do vậy bên ngoài nó phát sinh ra tiếng ồn, cái này không tránh được. Bây giờ em sẽ tua trở về một chút, chúng ta kiểm tra cái đoạn mà chúng ta vừa mới ghi. Chắc được rồi đấy. Ghi gần như một một đấy ạ. Chất lượng ghi rất tốt. Em xin nhắc lại cái dây cua loa mà em thay vào đây nó hơi cặn một chút. Chỉ cần nói như vậy là những bác mà có kinh nghiệm về đầu tết sẽ hiểu ngay ra vấn đề. Cái dây zin của nó thì nó bị ba tì lê rồi. Ba tì lê thì khi mà chạy cái chiều vớt thì thường thường là nó không vớt được. Đó. Như vậy là trong tình huống này em bắt buộc phải thay cái dây mới. Mà dây mới thì nó lại căng quá, nó không đúng cỡ. Về cơ ấy thì em bao đẹp đó, em cận cảnh bộ cơ để các bác nhìn, cơ máy đẹp, tất cả zin tuyệt đối, chỉ là thay cái dây cua loa kết nối từ cái motor này vào hai bánh đà, máy đẹp đấy ạ. Và cũng để tỏ cái tấm lòng thương thảo thì em cũng tặng luôn cái cuốn băng để luôn ở trong máy không bỏ ra nha. Gầm bệ sắt si là còn đẹp, yên tâm. Và chúng ta sẽ đọc qua những cái thông số. Đường lay in lay out thôi, khỏi, không giải thích nữa. Onkyo Stereo Cassette Tape Deck KV77 Made in Japan, không nói nhiều. Điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 11W. Số series có đuôi là 5355. Số khung là 2772. Máy em bao đẹp nha, bao đẹp chứ không bao chạy, chỉ bao có điện vào thôi, kiểu như thế này chứ không bao chạy. Đây là nắp lưng cũng có chảy chớt, đồ bãi không tránh được đâu, nhưng mà không có gì xét gì.
và cũng không có móp méo gì, nó chỉ có chảy trước thôi. Về giá thì em xin phép không báo ở đây. Và bác nào có nhu cầu muốn ôm cái thớt này thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Và cũng xin báo cáo thêm với các bác thế này, sau khi làm xong cái video này, khả năng là em sẽ nghỉ vào khoảng 2 ngày. Lý do là em chở hàng mới nó về. Đó. Hiện tại thì shop em cái thứ hàng mới thì nó chưa về, sẽ mất khoảng 2 ngày nữa thì mới có hàng mới về. Trong cái thứ hàng mới của em ấy thì chủ yếu là những cái thứ ở cái mức giá bình dân cần lao thôi. Sẽ có những cái đài, đó, và những cái bộ dàn mini nó ở cái mức giá vô cùng hợp lý, phục vụ giới cần lao. Em sang năm nay thì chủ đích là khi mà kinh doanh cái mặt hàng mấy cái thứ đồ cũ hàng bãi này thì em cố gắng lựa chọn những cái sản phẩm có giá thành nó tương đối thấp nhưng với cái chất lượng ở cái mức tốt nhất có thể để phục vụ các bác, chứ em sẽ không bán những cái thứ đồ nó xa xỉ và nó quá đắt. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.